Chỉ thế Bồ Tát có tên phạn là Ariyasuta, thánh thiện cứu độ, hay thiện trì, chỉ thế quang minh. Nhưng trong các kinh bản thì thường dùng tên gọi là Vasudhara hoặc Vasudhari. Danh xưng này tương đương với các vị thần đất hay bảo vệ mùa màng thuộc truyền thống Ấn Độ. Vasudhari nguyên là vị nữ thần tài phú của Ấn Độ giáo. Sau này khi du nhập vào Phật giáo thì Vasudhara hay Vasudhari được ghi nhận là vị thần chuyên chủ quản tiền giàu sang của thế gian. Hay vì chúng sinh mang đến các loại tiền của giàu sang và chân bảo. Tại đất Hán thì tôn này được xưng là Chỉ Thế Bồ Tát, Vũ Bảo Bồ Tát. Tại đất Tây Tạng thì tôn này được xưng là Tài Nguyên Thiên Mẫu, Tài Nguyên Phật Mẫu, Tài Bảo Phật Mẫu, Tài Tục Phật Mẫu, Bảo Nguyên Độ Mẫu. Hệ thống Hán truyền Phật giáo, Bạch Bảo Khẩu Sao ghi chép. Chỉ thế nghĩa là tiêu diệt hết thảy tai họa bệnh tật của chúng sinh, vì kẻ bần cùng liền tuôn mưa tất cả loại chân bảo, lúa gạo, lúa mạch. Khiến cho họ thọ nhận các sự vui thích, an ổn, giàu có. Do tôn này hay hộ trì thế gian nên được gọi là Chỉ Thế. Vị Bồ Tát này nơi cúng dường của người cầu phước. Theo tạng ngữ thì Chỉ Thế là ý tứ của vật báu tuôn như mưa. Có thuyết cho rằng Chỉ Thế Bồ Tát là hóa thân của Bảo Sinh Như Lai. Hoặc cho rằng Chỉ Thế là một tôn trong Liên Hoa Bộ. Biệt Tôn Tạp Ký ghi nhận tôn tượng của Chỉ Thế Bồ Tát là thân hình và dung mạo có màu xanh, màu vàng, ngồi kiết già trên tòa sen, thân đeo mọi thứ anh lạc, vòng xuyến, các vật trang nghiêm. Tay phải cầm quả phả la, tay trái tác thế giữ nguyện. Tượng có bốn đầu, khuôn mặt chính mỉm cười theo thế xem xét chú sư. Bên dưới tòa sen có hai vị Long Vương, một vị dùng tay nâng cái hộp bảy báu, một vị cầm cái bình báu. Hai vị Long Vương ấy đều có thân người và ngâm nửa mình trong nước. Trên đầu có một đầu long xà, đeo viên ngọc báu. Bên phải tượng là vị trời đại thắng thiên có một tay cầm hoa sen, một tay tác thế triệu mời. Ở phía trên tượng, hai bên có hai vị thiên tiên tuôn mưa bảy báu tràn đầy trong hư không. Bên trái của tượng Chỉ Thế là cái tháp xuất đổ ba. Bên trên Đại Thắng Thiên có một thiên nhân cầm viên ngọc báu chắp tay hướng về Đại Thắng Thiên. Hoặc ghi nhận tôn tượng là thân hình màu vàng, một mặt hai tay. Tay phải cầm trái thạch lựu, tay trái tác thế thí vô úy. Ngồi kiết già trên tòa sen, đầu đội mão, thân khoác áo lụa mỏng, trang sức bằng mọi thứ anh lạc vòng xuyến châu báu. Theo tạng truyền Phật giáo, căn cứ vào sự ghi chép của bản tục. Ở trong kiếp quá khứ lâu xa, khi Đức Phật Ca Diếp trụ ở đời, thời vị thiên mẫu này dùng công đức bố thí thù thắng cho nên chuyển sinh đến cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Nếu hay thành tâm cúng dường, thì hành giả hay được mang đến tiền của giàu sang và các loại chân bảo. Khi Đức Phật Thích Ca trụ ở đời, thời tài nguyên thiên mẫu lại sinh ra từ trong nước tên là Cam Đăng Lạp Ma, cũng là Hằng Hà Thiên Nữ. Ngài cũng hiện hóa là một trong 21 vị độ mẫu. Do sự truyền thừa chẳng đồng nhau cho nên sự hóa hiện của tài nguyên thiên mẫu cũng chẳng tương đồng. Có lúc hóa hiện hình tượng một mặt hai cánh tay, có lúc hóa hiện hình tượng một mặt sáu cánh tay, hoặc hình tượng ba mặt sáu cánh tay, hoặc đồng thời hiện ra hình tượng song thân song vận với thần tài. Hình tượng của tài nguyên thiên mẫu là toàn thân hiển màu vàng sáng, khoác áo trời đeo mọi loại châu báu anh lạc làm vật trang sức. Thần thái trang nghiêm an tịnh kết tòa như ý, an trụ trong vành trăng trên hoa sen. Hình tướng một mặt hai cánh tay thì tay phải cầm quả hay mãn túc tất cả tâm nguyện. Tay trái kết thì y nguyện ấn kèm vịn hoa ổ bà la. Cành hoa men theo cánh tay rồi nở rộ ở bên lỗ tai. Trên hoa có báu mani đầy đủ mọi loại châu báu anh lạc trang sức của báo thân Phật. An trụ ở vạt thân màu vàng sáng biểu thị cho kim cương như ý bộ của Đức Phật Bảo Sinh. Tay phải tác thí nguyện ấn biểu thị cho nguyện vọng ban bố tiền của và sự thành tựu cho chúng sinh. Tay trái cầm cái bình báu kèm vịn bông lúa biểu thị cho nguồn tư lương trí tuệ thành Phật có được từ sự bố thí rộng rãi.